Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Quân Thành. Cái gì thế ốc? Sao lao xình xịch vào người anh thế? Lướt trên mặt nước ta như cơn gió. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game Roblox. Nhưng mà ốc sẽ chơi bằng nick của ốc. Và anh sẽ chơi bằng nick của anh. Và đúng hai rồi. Đứa mình sẽ chơi teamwork. Đúng rồi. Và các bạn hãy nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Hãy nhớ là bọn mình có một shop Roblox bán Robux và bán ạc nha. Rất là uy tín nha. Nhớ qua đó ủng hộ, đó là shopbuildrành.com, truy cập thẳng vào đấy. Còn đúng bây rồi. Giờ đến với tựa game ngày hôm nay. Ok, bye bye. À đâu, nhầm, chưa bye bye. Mình vào game ở tài khoản của mình đã. Và tựa game này có tên là Team School Escape. Đấy. Rồi, vào chơi được các bạn ơi. Hình như đây là khuôn mặt của một thầy giáo. Đúng rồi, các bạn ơi, một thầy giáo. Trông như đứa ngáo vậy, mũi thì to xong đeo quả kính. Mắt nổ, mắt xịt, mắt xanh, mắt hai mắt màu xanh nhưng mà màu xanh khác nhau ấy. Rồi, vào chơi luôn. Sao đứa nào vào phát đã dẫm lên đầu mình này. Ốc đâu? Ok, Hot Girl đến từ Hoa Quả Sơn đây. Chào Hot Girl đến từ Hoa Quả Sơn nhá. Đâu rồi? Ok, sao em trèo lên bàn ấy, em học sinh phá trường phá lớp à? Đúng rồi, em là... Ở đâu? Em không phải học sinh phá trường phá lớp. Em là học sinh giỏi được ưu tiên nên có thể nghịch tùy ý đấy. Really nigga. Ui giời ơi, học sinh ngáo không hề tỉnh táo như có. Ui Bê Quỳnh Thánh ơi, nhìn thông báo này, chúng ta đã bị hủy kỳ nghỉ hè rồi. Thế là không được nghỉ hè à? Thế là học cả kỳ nghỉ hè luôn. Ôi trời ơi. Ôi dồi ôi, thầy giáo này dạy sai rồi Bê Quỳnh Thánh ơi. 2 cộng 2 mà bằng tận 22 nè. Ờ xong vẽ con mèo thì chỉ mũi tên mà đấy là con chó. Chết tiệt thật. Không, con chó đấy phải là Bê Quy Thành mới đúng chứ. Ờ, anh đấm cho em phát bây giờ. Ôi đây chính là thầy giáo của chúng ta. Ôi thầy giáo đang ngủ đấy, bây giờ mình trốn học đi. Kiểu nếu không mình ở trong này mình sẽ bị học cả nghỉ hè kỳ nghỉ hè đấy. Anh bảo thầy giáo, thầy ơi, bạn ốc trốn học. Ốc ơi, thầy giáo đá anh ngã sấp mặt lên nền nhà này. Thầy giáo á, đâu? Bê Quy Thành ngã sấp mặt à? Ê, ốc dẫm lên phát nữa. Em thử lại gần thầy xem nào. Em không đâu, anh lừa em không bao giờ ngu. Đấy, thầy á, thầy suốt ngày đá học sinh thôi, thầy giáo gì mà ôi anh dẫm lên mồm thầy. Ôi trời ơi, kỳ quá đấy mày ơi. Học sinh báo à? Rồi, đi thôi các bạn ơi. Mình đi không rồi. Không thể học ở cái ngôi trường này được. Và cái tựa game này là tựa game mà chúng ta cần phối hợp với nhau nhá ông nhá. Ok, nào bây giờ em đứng vào đây anh là làm cái cầu cho anh đi đấy. Đúng rồi, xong em dẫm qua cái màu xanh đi. Nào, nhảy lên. Rồi ốc ơi, bây giờ anh sẽ dẫm cho em đi này, đi. Ok. Được chưa? Được rồi. Qua chưa, anh đã dẫm lên cái màu xanh, nhảy lên đi. Đâu, đây rồi. Đấy, ốc thấy có một bạn ôm anh không? Only you. Ui, ghê đấy. Người yêu mới đấy. Kinh thật đấy. Ơ, có ai ôm mình đi. Rồi bây giờ ôi mình bị chết rồi. Mình bị xích với nhau bằng một sợi dây rồi ốc ơi. Thế bây giờ phải làm sao? Ê, bây giờ nhá, nhảy cùng nhau. Đúng rồi, rồi nhảy qua bên này luôn. Nhảy đi, đừng kéo anh rơi xuống. Bây giờ nhảy qua đây đi. Không, chưa kéo mà, đang phải xoay. Ôi giời ơi. Nhanh lên. Rồi rồi, nhảy qua này đừng để chết. Dẫm vào đỏ là chết nha. Ui tí thì nữa thì chết, hai đứa mới chơi lại. Tại sao em ngu ngốc như thế hả ông? Muốn em vào ông ơi. Gì đây? Ôi giời. Gì đây? Điên rồi. Trời ơi, mày muốn chủ rồi à. Rồi ông ơi, làm lại nào, lần này em đừng có bật chết nữa đấy. Chơi ngu quá đâu, đẩy ra ngoài thế giới luôn. Ok, nhảy. Căng dây quá lại gần đi. Đây. Rồi, ok, nhảy đi. Rồi rồi nha, đừng để chết đấy. Đừng để chết nhau. Rồi, tốt lắm. Qua rồi, cái nữa thôi. Cái nữa thôi ông ơi. Yeah, qua rồi. Đi 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 đi, đi tiếp đi tiếp. Đi tiếp đi tiếp. Thầy. Ừ, thầy vẫn điên chạy đi. Thầy đuổi, thầy bắt học sinh trốn học ốc kìa. Cái gì, học sinh trốn học ốc nào? Để bấm nút. Đi đi. À, thầy giáo bắt được em rồi. Ôi giời ơi, các bà ốc kìa có một đống cái kìa. Chỉ cần lên đây bấm phím E là được mà. Đi lên đây lên. Thầy đang dây định đạch này, đi đi. Đây. Giờ nha. Anh sẽ, bây giờ người nào dẫm màu đấy thì người sẽ đi được qua cái dưới lòng màu đấy nha.
Bây giờ anh dẫm màu xanh, em dẫm màu xanh, thế em đi màu xanh trước đi. Đứng ở dưới để anh nhảy vào đầu em. Rồi. Đồ ăn hại. Đây đây đây, rồi đây đây, đứng ở đây đúng rồi. Đây. Đây, đến được em dẫm vào đầu anh nhảy đi. Rồi, nhảy lên. Bây giờ anh đi đi. Đi đi em rơi. Rồi rồi rồi. Rồi em xuống đi để anh dẫm vào đầu em. Đấy, đi. Phải đứng ở giữa như em này. Thêm đi rộng hơn thì nữa rồi. Rồi. Ô, sao lại đang di chuyển thế? Anh cứ di chuyển, anh đứng nguyên chỗ đấy. Di chuyển mà. Đấy, nhảy đi, nhảy một phát vào đầu. Ghê. Quá đỉnh luôn. Rồi đi tiếp đến chỗ này. Ô, vừa để ý thấy cái mũi của thầy thò mặt, thầy ló mặt ra. Rất thiết cả mình. Bây giờ làm gì? Bây giờ nha, lấy quả bóng ném vào nha. 1, 2, 3 là bấm chuột vào cái chỗ ném ấy nha. Giờ 1, 2, 3. Rồi chạy đi, có 10 giây thôi. 10 giây thôi là nó sập cầu là rơi xuống chết queo đấy. Rồi, bây rồi. Giờ em đứng vào cái màu xanh. Cho anh đi lên này. Không, em đi trước đi, anh dẫm cho. Đi đi. Đi. Đứa nào đấy? Anh không dẫm nữa. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Phải tôi đấm cho mấy nhát. Anh bị điên à? Anh cho đấm à? Mày phải thành bị điên rồi. Đấy, đi 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 đi. Đấy, đi đi. Đây, đây. Rồi, đi đi. Rồi, đi đi. Đang bạn, đi thì bỏ ra. Bạn kia đi hôi cùng ốc. Rồi em dẫm đi, cái màu xanh đầu tiên. Xanh cái gì, nốt cái màu xanh nữa đi. Còn ở đây còn cái màu xanh. Không nhìn thấy, đi đi, được chưa? Rồi, bây giờ màu xanh nè. Màu xanh, ok. Ui dồi, bạn kia dẫm cho luôn màu cam, chạy một mạch luôn. Tuyệt vời, mình yêu bạn, I love you, bạn phờ, à bạn F phờ đờ đờ, KW tờ đờ. Này, ra đây nhảy đi. Anh dẫm cho này, nhảy đi. Bị lỗi à, có ai đứng đâu mà cái này nó không ấy nhỉ? Ơ, lại đi ra, anh bị điên à? À, có đứa dẫm ở trên, cái đứa trên kia mà, cái đứa trên kia nó cho em mà. Anh tưởng là tự nhiên nó bị lỗi game nhưng không, có một bạn đứa cái màu vàng bên trên kia. Ê, nhảy qua đây, tèn 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 tèn. Rơi xuống đúng là ngu luôn. Đấy, treo lên. Rồi, dẫm. Treo lên mà. Treo lên rồi, treo xuống. Rồi, dẫm vào cái màu cam, màu vàng cho anh đi. Rồi. Rồi, dẫm cái màu hồng đi. Màu hồng à? Rồi. Đấy, nó phải đồng đội, nó phải ăn ý như thế. Em cứ đồ ăn hại chứ chả ăn ý tí nào. Sao lại ăn hại, em giỏi mà. Đấy, đây, đây. Bây giờ nha, em đi trước đi. Ừ. Đấy, đi đi. Rồi, cứ đi đi. Anh cứ bấm tiến về phía trước đi. Ừ. Rồi. Đấy, bây giờ em cứ đi ra đi vào như này để anh đi này. Đấy, được chưa? Ừ. Rồi, đi đi. Dẫm ra, dẫm vào. Thằng kia, bảo nó đi ra đi. Thằng kia, thằng Dummy kia. Đi ra đi. Dummy kia. Đồng, mấy đứa kia nó bảo nó phá các bạn ạ. Đi ra đi. Cái tôi nhờ. À. Đi ra, rồi đi đi. Ơ sao? Ơ rồi đi đi ông ơi. Bây giờ nha. Ồ, xuống chiến đấu với thầy ông ơi, bắn thầy đi. Điên à? Đấy, súng bấm vào, bắn thầy. Bắn vào cái đầu thầy. Đây là thầy đọc rồi. Ui, thầy. Thầy chết queo luôn rồi. Vậy là mình đã chiến thắng tựa game ngày hôm nay. Rất là khổ cực chơi với đồng đội siêu ngu. Ốc cu tè hột me. Bắn đi ốc. Chết tiệt. Anh em không bị, em bị con gấu đó mà bạn ấy. Anh không phải là đồng đội với ốc. Ui giời, bảo sao anh thắng nhanh thế chứ, anh mà là đồng đội với ốc thì anh thua lâu rồi. Yeah, em thắng rồi, đấy anh ơi, em thắng rồi. Đây rồi, đây rồi, đây ông rồi, ơi. Đây rồi. Ốc không chê, anh nghèo lên máy bay, anh đèo nhà anh có mỗi máy bay thôi. Ok, đi rồi, đi rồi. Nào, lên, lên. Ui, máy bay. Ui ơi, em chưa lên mà em mới bấm. Nhảy vào nóc máy bay. Ôi giời ơi, anh đi rồi ốc ơi. Ôi, em đi sau à? Ôi giời ơi. Ôi cái gì ấy, cho sếp, sếp 3, 3 người thế này. Ok, chúng ta đã chiến thắng và chúng ta sẽ được nghỉ hè. Vâng, đã thoát khỏi trường nhưng mà sao cái đầu thầy nó to lù lù ở sau người anh ấy cái nhỉ? Em cũng không biết đâu.
Đó rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay bên Quân Thành và Ốc đã chơi xong tựa game Teamwork, trốn khỏi trường của thầy giáo, không hề tỉnh táo, trông hơi ngáo, đầu có chóng chóng như kiểu của Nobita các bạn ạ. Quá hay luôn, và các bạn nhớ ấn like video, đăng ký kênh cho bọn mình, lần sau bọn mình sẽ lại chơi. Và các bạn nếu như có vào với chơi với bọn mình thì đừng có phá đám nha. Đúng rồi, có mấy bạn vào cứ đứng chả chơi được rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau, bye bye. Cái thật đấy. Thôi em đừng chơi với anh nữa các bạn, lần sau chơi Teamwork em tránh xa cuộc đời, anh chơi gà. Anh chơi gà, anh cho con em. Bye bye.